để mình thử một cục nha mọi người. Bước ức đi thịt nè, chấm vào nước sốt đây, mời cả nhà ăn nha, thơm lắm nha mọi người. Gà béo mập lắm mọi người, nó sốt vừa ăn luôn nha mọi người, quá ngon luôn, quá tuyệt. Hai chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mấy anh em được con gà nha mọi người, được làm món gà hấp mắm nhỉ nha, mời cả nhà cùng xem nha. Về Miền Tây Vlog xin kính chào ông bà cô chú nha. Thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi, gồm có một con gà, đây là nước sốt để mình hấp. Công thức là mình sẽ để trên màn hình cho mọi người tham khảo. Đây là có hành, lá chanh, đây là củ hành và tỏi, đây là phần là nước chấm để ăn. Mình sẽ đem gà bỏ vô đây để ướp cho nó thấm. Tay mình rửa sạch cho nha mọi người. Giờ mình bỏ vô đây chân gà luôn. Này gọi là đã trắng rồi còn tắm nữa. Gà mập mỡ được. Múc nước lấy đấy rồi đổ vô cho cái đây nè. Đây. Nãy mình xơm lỗ rồi. Cái này là mình nhét vô trong đây. Hồi hành đó, rau đó mình nhét vô sau rồi mọi người. Nhét vô cho nó thơm. Giờ mình ngớp cho nó thấm. Trong thời gian chờ đợi con gà thấm mình nhúng lửa trước cho mọi người. Nay trời mưa quá, đây mưa quá trời, củi nó cũng ướt, nhúng từ từ trước. Khói thần nhúng nãy giờ. Mưa gió bão bùng. Trời chiến mưa nữa rồi. Biết nấu kèm không đây nha mọi người. Chiến mưa tới nữa. Hy vọng là sẽ kịp. Có chú nào sống xa sống sai sống có lỗi gì không? Mình sắc nhỏ nhỏ nha mọi người. Tại vì hành này nó dai lắm rồi mọi người, rút kinh nghiệm bữa ốp nướng cá mọi người. Bữa ốp nướng cá dai quá. Giờ mình thấy nó thấm gia vị cái mình nhét vô trong nha mọi người. Rồi lấy kim rẹm đồ phẫu thuật vô luôn. Rau nữa nha mọi người. Nó chành. Cái này là thơm nha mọi người, mình khỏi bỏ xả. Đó, dồn vô. Mình dồn vô, mình dồn nhiệt tình vô. Dồn vô gà vô luôn không? Đi ngoài. Còn chạy đó hả? Dễ ăn nha mọi người. Bây giờ mình có đẩy gà không? Mình để gà đó đi. Lấy cái muỗng chạy chứ. Giờ mình bắt lên nha mọi người. Đợi sôi sôi nước sốt lên rồi mình chế bỏ hành vô với tỏi vô nha mọi người.
Cái này không thơm nữa, còn gì thơm nữa. Nó còn sôi đó mọi người. Đợi nóng nóng xíu. Nay trời ui ui mát. Nay mát trời. Bỏ hành vô. Nhìn bỏ con gà vô nha mọi người. Kệ để nguyên con luôn. Giờ mình hãy nắp lại chờ chín sôi lên nha mọi người. Nè, chấm đi nước sốt của thịt lòng nè. Chưa dính tới như bình bát khô gan à. Mở ra thử cho mọi người. Mình thăm đó. Đó. Bắt đầu nó vàng lại nha mọi người. Không ngon đâu. Gà mập quá mà, không ngon đâu. Ghiêu ghiêu nha mọi người. Ghiêu 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 ghiêu. Đây, gà chín mình ăn chiếc bình bát đi. Ăn hết chiếc bình bát này, ăn từng mắt là gà chín nè. Bác muốn ăn tuổi thơ mọi người. Tuổi thơ nha mọi người. Nhiều người ăn được, nhiều người ăn không được nha mọi người. Như bắn cầu mình vậy. Có sợ cũng muốn. Này kiểu như chưa chín quá. Vừa chín mưa nứt. Ăn lên thuốc. Wow. Chơi cho bề đi. Bắn luôn. À tính ra tưởng đâu nó dính nội, ai về đâu nó không dính luôn nha mọi người. Giờ mình sẽ chở bề hồ vàng ươm luôn mọi người ơi. Chế nè. Nước cho thơm. Cái nước này nó mới ngon nữa. Nước này không ngon đâu. Chế vô trong bụng nó luôn. Cái này mình làm nước hơi ít nha mọi người. Chế không đã tay. Làm sao mà lấy cái giá bự á. Làm hết dạ. Chai, làm hết nửa chai nước cống nhỉ. Rồi mình đợi nha mọi người, để nắp lại, mình để lửa liu liu nha mọi người. Thơm lắm nè mọi người. Đã về không? Chưa mà nó chai đây mà, lửa liu liu. Tại vì nó hơi lâu nha mọi người. Mình lấy lửa đâu có lớn đâu. Từ từ. Trời nào mưa ăn. Trời giờ mới chén, ngày nào mưa xong chín gà ăn luôn. Thơm quá mọi người ơi. Ừ, thơm. Trở về. Này nó là quá tuyệt vời. Giờ mình trở về một cái nữa nha mọi người. Ê. Thơm đấy. Nó bụng vung tay rồi.
lửa liu 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 liu. Này gà này cũng chín rồi nha mọi người. Mày mày. Xíu nữa đi, em nước nó thấm thấm. Giờ gần chín rồi nha mọi người. Giờ mình thêm vài lá chanh lên cho thơm nha mọi người. Đó, gần nhà xong rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi tìm lá chuối để trang trí cho bàn. Đó kìa. Để chú nhóc thấy gì không? Chuối. Được chưa? Rồi. Vô được rồi. Giờ gà chín rồi nha mọi người, giờ mình ấy ra dĩa nha. Không ngon đâu. Ngon đâu ha. Thơm á, chắc là thơm luôn. Không ngon để ship ăn cho. Ship tình nguyện. Hy sinh. Hy sinh ăn trước ha. Đó, nước này mình chuẩn bị mình gấp ra chén nha mọi người. Cháy gà chén cái shop này ngon lắm nha mọi người. Rồi đem đi trang trí thôi. Món ăn đã hoàn thành rồi nha mọi người. Chè hấp mắm nhĩ chấm cùng nước muối ớt. Món ăn cũng mình đã cắt cũng hoàn thành nha mọi người. Giờ là mình ăn thôi. Thử ngon không nha cả nhà. Nè, món lần đầu tiên mình làm nha. Có gì không phải mọi người bỏ qua cho. Để mình thử một cục nha mọi người. Quất ức đi thịt nè. Chấm vào nước sốt. Đây. Mời cả nhà ăn nha. Thơm lắm nha mọi người. Gà béo mập lắm mọi người, nó sốt vừa ăn luôn nha mọi người, quá ngon luôn, quá tuyệt vời. Đây ơi. Hai, chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm nay món ăn của nhóm tụi mình cũng là hoàn thành rồi nha mọi người, mời cả nhà cùng ăn nha, ngon lắm nha mọi người. Gà hấp mắm nhĩ, không ngon chứ? Ngon không? Ngon như ship làm nguyên cục. Mời cả nhà nha. Có chế nước sốt được chưa? Rồi. Mời mọi người nha. Gà nó liền. Quá lạ. Hồi nãy là mấy anh em bằng tính là tính cầm nguyên con xé gan. Mà nó nóng quá mọi người ơi. Nó nguội thì hết ngon rồi. Làm miếng da gà béo. Nên không có thấm bằng. Thôi mấy anh em cắt ra nhỏ nhỏ vừa ăn vậy nha mọi người. Cái chan nước sốt nãy lên còn á. Ngon lắm mọi người.
nó mềm. Mở dạ nó ưa đóng lại sạch sạch đấy nó ngủ nhé. Lá chanh nè. Lá chanh xong nhẵn nhẵn nè. Nó chín nó đắng. Trên non ăn nó nhẵn nhẵn. Tôi đang cái đùi gà. Này camera đãi gà nữa nha mọi người. Camera không biết cấp này có trúng số không mà đãi anh em tụi mình hoài nha mọi người. Gà gà mọi người, cắm đùi gà chip. Mấy lúc mình ốp á, mình có lấy mũi kéo mình xơm nha mọi người. Nên nó thấm vừa ăn rất là ngon. À, cũng hết nha mọi người. Video đến đây là kết thúc nha. Mong mọi người đăng ký kênh và like, chia sẻ, ủng hộ anh em tụi mình nha.